Xin chào các bạn. Hôm nay thầy sẽ dạy tiếp cái bài tiếp theo, đó là bài số 3, bài rotate tiếp theo. Thì ở bài số 2 các bạn đã học cách làm sao mà dùng phản ứng định tính để phát hiện một cái chất có phải là một protein hay là acid amin hay là peptide hay không. Rồi các bạn học được cái cách làm sao định lượng được cái protein toàn phần trong cái mẫu đó còn bao nhiêu. Thì qua bài số 3, thì mục đích của bài số 3 này là sau khi bạn đã biết được cái lượng protein có trong mẫu bạn khảo sát, thì bài số 3 này là nó sẽ giúp cho các bạn làm sao tách được một cái protein ra khỏi dung dịch. Thì các bạn đã được học cách tách một cái chất ra khỏi dung dịch bằng cách là dùng phương pháp lọc. Thì để mà lọc được một cái chất rắn ra khỏi dung dịch thì kích thước của tiểu phân chất rắn phải lớn hơn kích thước lỗ lọc. Thì kích thước lỗ lọc đó, khoảng 3 đến 10 micromet các bạn. Thì đối với cái protein mà nó tồn tại trong dung dịch các bạn, nó ở trạng thái keo. Mà ở trạng thái keo á, kích thước hạt keo là nó dưới 1 micromet. Có một số tài liệu á, kích thước hạt keo nó ghi là dưới 0.1 micromet. Vậy thì kích thước hạt keo của protein nó sẽ nhỏ hơn kích thước lỗ màng lọc, mỗ màng giấy lọc bình thường các bạn hay sử dụng. Do đó bạn không thể nào lọc được hạt keo được các bạn. Muốn lọc được hạt keo, bắt buộc các bạn phải kết tổ các hạt keo lại thành những hạt kích thước lớn hơn thì mới lọc được. Vậy thì để mà kết tổ được một cái hạt keo, các hạt keo lại với nhau, thì đầu tiên các bạn phải hiểu tại sao các hạt keo nó bền, nó tồn tại bền trong dung dịch. Thì đối với protein, nó tồn tại ở trạng thái keo bền trong dung dịch có hai lý do. Đó là do nó tích điện cùng dấu, và thứ hai là bao xung quanh protein có một lớp áo nước. Nếu các bạn phá được cái lớp tích điện này và lớp áo nước này thì các hạt keo của protein nó sẽ kết tụ lại. Vậy thì làm sao lại mất được điện tích và lớp áo nước? Đối với mất điện tích thì người ta có thể dùng một là đưa pH của môi trường về gần pHi. pHi là gì? pHi là pH đẳng điện, là pH mà tại đó protein tích điện bằng không. Và hai là có thể thêm chất điện giải để trung hòa cái điện tích của protein. Để làm mất lớp áo nước của protein, chúng ta có thể thêm chất khử nước là những chất dễ tan trong nước, ví dụ như các muối dễ tan, ví dụ như natri cloro amin sulfat, hoặc là các dung môi hữu cơ, ví dụ như ethanol, acetone, để cạnh tranh lấy phân tử nước của protein. Hoặc là các bạn dùng phương pháp biến tính protein bằng cách đun sôi. Đun sôi nó sẽ phá vỡ cái lớp áo nước của protein. Và thứ hai, khi mà đun sôi lên là các động năng của các phân tử protein lúc đó sẽ tăng cao lên. Lúc đó năng lượng động năng nó sẽ giúp cho các phân tử protein nó kết tụ lại nhau. Do lúc đó là động năng nó lớn hơn lực tương tác tĩnh điện giữa tương tác giữa các cái phân tử protein. Hoặc là bạn dùng các axit mạnh kiềm mạnh. Thì các axit mạnh kiềm mạnh là những chất mà rất là háo nước các bạn. Nó sẽ giành giật lấy phân tử nước của protein, làm cho protein mất lớp áo nước. Còn kim loại nặng thì nó sẽ tạo phức với protein. Nó tạo phức với protein, làm biến tính protein.
làm thay đổi điện tích của protein, từ đó dẫn tới protein nó dễ bị kết tụ. Thì ở đây mình có trong bài thực hành của mình, nó sẽ có 3 phần: phần biến tính không thuần nghịch, biến tính thuần nghịch và protein tạp. Đối với biến tính không thuần nghịch là cái gì? Biến tính không thuần nghịch là sự thay đổi cấu trúc protein. Và sự thay đổi cấu trúc protein này không có khả năng quay lại cấu trúc ban đầu. Còn biến tính thuần nghịch là sự gây biến đổi cấu trúc protein, nhưng cấu trúc này có thể trở về cấu trúc ban đầu, có thể dễ dàng trở về cấu trúc ban đầu. Và đó là sự khác biệt giữa biến tính không thuần nghịch và biến tính thuần nghịch. Còn protein tạp thì mình sẽ khảo sát hai cái protein tạp, đó là hemoglobin và casein. Bây giờ mình sẽ đi vào cái đầu tiên là biến tính không thuần nghịch, với tác nhân là đầu tiên là acid vô cơ. Acid vô cơ rồi mình ở đây mình sẽ dùng những cái acid đậm đặc phải không? Thì cái acid đậm đặc nó rất là háo nước. Khi tiếp xúc với nước nó sẽ phân ly thành H cộng, nó sẽ giành giật lấy phần tử nước của protein. Thứ hai, nó sẽ trung hòa điện tích của protein. Tại sao nó trung hòa? Tại vì protein nó trong dung dịch các bạn. Mà protein mà mình đang xài á là protein trứng các bạn. pH y của nó khoảng tầm 4.6. Thì cái protein trứng này thầy hòa tan nó trong nước, nên pH của dung dịch của nó khoảng tầm gần trung tính. Nên là protein đó nó sẽ tích điện âm. Nên khi bạn cho cái acid vào nó sẽ trung hòa điện tích. Thứ hai, nó làm mất lớp áo nước, dẫn tới là protein nó bị kết tụ, phải không? Ở đây mình sẽ lấy hai ống nghiệm. Mình cho mỗi ống nghiệm là 0,5 ml dịch protein. Ống nghiệm 1 mình thêm acid nitric, ống nghiệm 2 mình thêm 0,5 acid sulfuric. Sau khi cho acid vào, các bạn quan sát kết quả thí nghiệm, coi mức độ độc giữa hai ống nó có ống có độc hay không, phải không? Sau khi bạn quan sát nó rồi bạn thêm dư đối với ống 1, mình thêm tiếp acid nitric 1 ml và ống 2 thêm tiếp acid sulfuric 1 ml. Thì sau đó các bạn lại quan sát lại thí nghiệm một lần nữa, thì kết quả bạn thấy nè, cái ống đầu tiên mình cho acid sulfuric 0,5 ml, bạn thấy là ở mặt phân cách ở giữa acid và dung dịch protein, bạn thấy nó đục lại không? Đây nè, nó màu trắng nè, nó đục lại nè, thấy không? Nó đục lại. Còn thêm acid nitric thì ở mặt phân cách nó cũng đục lại, các bạn thấy không? Phân cách acid và acid nằm ở dưới, cái dung dịch protein nằm phía trên, các bạn ở mặt phân cách thứ hai này nó đục lại, và ha. Rồi sau khi bạn cho, sau đó bạn cho dư acid thì mình thấy nè, cái ống mà cho dư acid sulfuric nó sẽ tan ra, cái ống acid nitric nó không tan, kết tụ nó không tan, kết tụ nó có màu vàng vàng, phải không? Đây là sự khác biệt giữa acid nitric và acid sulfuric khi mà cho nó tác dụng với protein. Rồi cái tác nhân thứ hai là acid hữu cơ. Thì đa số các axit hữu cơ mạnh nó đều gây kết tụ protein các bạn. Trong đó hai axit hữu cơ hay dùng nhất đó là axit triglyceratic và axit sulfosalicylic. Axit triglyceratic đó thường dùng để loại protein của máu trong định lượng các chất khác. Ví dụ khi bạn muốn định lượng một cái hàm lượng thuốc có trong máu, sau khi cho bệnh nhân uống một cái thuốc mà bạn đang khảo sát sinh khả dụng của nó. Thì ví dụ như bạn bào chế là một cái thuốc ha. Bạn muốn khảo sát coi thuốc này nó hấp thu vào máu tốt hay không. Các bạn sẽ cho người thử nghiệm uống thuốc. Sau 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng bạn rút máu bệnh nhân ra để mình định lượng
cái lượng thuốc có trong máu. Thì khi mà rút máu bệnh nhân ra, điều đầu tiên là các bạn phải loại tạp bên trong máu. Loại càng nhiều càng tốt. Đúng mà không? Thì một trong mà tạp trong máu á, chiếm phần lớn là protein. Thứ hai, tế bào máu. Tế bào máu thì loại rất là dễ các bạn. Bạn chỉ cần ly tâm thôi. Thì tế bào máu nó sẽ lắng xuống. Còn protein đó bạn, nó không lắng. Rồi ha. Do đó bạn phải để mà các bạn loại được protein trong huyết tương lúc này, các bạn phải thêm cái tác nhân đó là acid triglyceride. Acid triglyceride để cho giúp cho protein nó kết tụ lại. Lúc đó bạn ly tâm lần hai thì lúc đó bạn sẽ được cái dung dịch nó sẽ không có protein. Thì lúc đó bạn lấy dung dịch đó bạn đem đi định lượng cái thuốc ở trong máu của bạn. Còn acid thứ hai đó là acid sulfosalicylic. Acid sulfosalicylic này được dùng để tìm và định lượng albumin trong nước tiểu. Bình thường nước tiểu của bạn không có albumin đâu các bạn. Nước tiểu mà có albumin là chỉ đối với những người có những tổn thương ở thận. Các bạn ăn, ví dụ như viêm cầu thận, ung thư thận, thận hư thì họ mới có sự hiện albumin trong nước tiểu. Thì làm sao để phát hiện được albumin trong nước tiểu? Thì các bạn sẽ dùng acid sulfosalicylic. Khi bạn thêm acid sulfosalicylic vào cái nước tiểu mà có chứa albumin đó bạn, thì cái nước tiểu nó sẽ đục lại. Thì lượng thì nó cái nước tiểu mà càng đục thì lượng albumin trong nước tiểu càng nhiều. Các bạn ha. Do đó acid sulfosalicylic nó dùng để tìm định lượng albumin trong nước tiểu để chẩn đoán các bệnh liên quan tới thận. Tiến hành thí nghiệm thì mình sẽ làm hai ống nghiệm. Một ống nghiệm mình sẽ cho thêm acid sulfosalicylic 20% 0,5 ml. Ống nghiệm thứ hai mình sẽ cho thêm là acid triglyceride 1% 0,5 ml. Rồi sau đó các bạn sẽ so sánh coi tác nhân nào gây kết tụ mạnh hơn, dù là đồ đục thứ hai nồng độ bạn sử dụng. Đây là kết quả thí nghiệm các bạn. Các bạn thấy như nào, cả hai acid nó gây cho gây đồ đục như nhau mà ha, gây đồ đục như nhau. Thì để mà kết luận được tác nhân nào gây đục nó mạnh hơn thì bạn phải dựa vào nồng độ sử dụng. Bạn thấy nè, acid sulfosalicylic nồng độ dùng là 20%, acid triglyceride nồng độ sử dụng là 10%, acid triglyceride nồng độ dùng là 10% mà nó gây đục tương đương với thằng acid sulfosalicylic 20%. Tức là sao? Tức là acid triglyceride nó gây đục mạnh hơn so với acid sulfosalicylic. Các bạn ha. Rồi, tác nhân thứ ba là kết tủa bằng kim loại nặng. Thì nãy mình nói rồi, thầy nói rồi, đó là kim loại nặng nó sẽ bị hấp thụ trên bề mặt phân tử của phân tử protein, gây cho biến tính phân tử protein. Các bạn ha. Thì ứng dụng của cái này là người ta để người ta hạn chế mức độ gây độc, gây ngộ độc của ion kim loại nặng. Ví dụ như các bạn ăn hay uống cái thực phẩm gì đó mà trong đó nó có chứa ion kim loại nặng, thì để mà hạn chế mức độ gây độc của kim loại nặng đó, thì ngay sau khi mà bạn bị dùng cái thức ăn đó hoặc là nước uống mà chứa ion kim loại nặng, thì các bạn sẽ hạn chế bằng cách bạn dùng các sản phẩm có chứa protein, phải không? Các sản phẩm chứa protein, ví dụ như là sữa tươi hoặc là lòng trắng trứng, phải không? Để mà khi uống vô bạn, nó sẽ hấp thụ các ion kim loại nặng đó, phải không? Để hạn chế khả năng hấp thu của kim loại nặng vào trong máu, từ đó hạn chế được cái mức độ gây độc của ion kim loại nặng. Rồi tiến hành. Thì ở đây ống cái đối với cái ống hai mình không làm mà ha, tức là mình không có bài chát, thì đó mình chỉ làm ống một ống thôi, đó là mình làm với đồng sulfat thôi. Các bạn sẽ cho protein 1% với tác dụng với đồng sulfat, các bạn sẽ quan sát coi ống nghiệm có đục hay không. Ở đây là kết quả rồi, bạn thấy không, ống nghiệm nó sẽ đục lại bạn ha, rồi đục
độc lại, chứng tỏ là đồng sulfat nó sẽ gây kết tụ protein. Rồi, phương pháp biến tính thuần nghịch. Ở đây mình sẽ dùng phương pháp muối kết. Phương pháp muối kết là người ta sẽ dùng các muối dễ tan, ví dụ như muối amin sulfat, magie sulfat, natri sulfat, các phosphat kiềm, là những chất dễ tan, để khi mà hòa tan vào cái dung dịch chứa protein, nó sẽ giành giật lấy phần tử nước của protein, làm cho protein bị mắc lớp áo nước, và đó làm cho protein nó dễ bị kết tụ. Thì sự phụ thuộc cái khả năng gây kết tụ của phương pháp muối kết đối với dung dịch protein nó phụ thuộc vào 4 yếu tố bạn. Thứ nhất là nồng độ muối. Nồng độ muối càng cao thì khả năng gây kết tụ protein càng lớn. Thứ hai, pH môi trường. pH môi trường, nếu mà pH, nếu hòa tan cái muối mà làm cho pH nó thay đổi gần với pHi của protein thì nó làm cho protein nó dễ bị kết tụ. Và một số muối làm cho thay đổi môi trường pH của dung dịch các bạn, ví dụ như muối amin sulfat các bạn. Nó sẽ làm cho môi trường nó có tính axit yếu. Thứ ba là nồng độ protein. Nồng độ protein mà càng cao thì khả năng gây kết tụ protein càng lớn. Cuối cùng là tính chất của muối. Tính chất của muối ở đây mình sẽ quan tâm đến. Thứ nhất là số ion phân ly của một cái phân tử muối. Ví dụ như NaCl, một phân tử NaCl nó phân ly là hai ion, đó là Na cộng và Cl trừ. Còn amin sulfat, một ion, một cái phân tử amin sulfat nó phân ly ra ba ion, đó là hai ion amin NH4 cộng và một ion SO4 trừ 2 trừ. Thì số ion phân ly càng nhiều thì khả năng giành giật được phân tử nước càng lớn. Tính chất thứ hai của muối mà người ta quan tâm đó là muối đó có làm thay đổi pH của môi trường hay không. Và ví dụ như muối amin sulfat làm cho pH của môi trường thay đổi về vùng axit yếu, còn natri sulfat thì nó không làm thay đổi pH của môi trường. Đó là tính chất của muối. Và bây giờ đầu tiên mình sẽ khảo sát cái muối natri cloro trước. Tiến hành bước 1, mình sẽ cho 40 lít dịch protein. Sau đó các bạn thêm cái natri Cl rắn vào. Natri cloro rắn vào, dạng rắn. Rồi sau đó bạn cho một ít vào ống nghiệm, rồi bạn lắc cho tan, cho một ít vào ống nghiệm lắc cho tan, cho đến khi nào mà đạt trạng thái bão hòa thì ngưng. Và tức là khi mà NaCl cho vào cái dung dịch mà đạt tới trạng thái bão hòa thì khi bạn thêm thì lắc nữa thì nó cũng không tan thêm được. Và sau đó các bạn quan sát mức độ đục, coi cái dung dịch có đục hay không, đục nhiều đục ít. Và sau khi quan sát mức độ đục rồi, các bạn sẽ lọc bỏ cái tủa, bạn thêm một giọt axit acetic và đun sôi 1-2 phút, sau đó quan sát lại cái mức độ đục và coi nó có kết tủa hay không. Mà rồi bước thứ ba, bạn lọc bỏ cái tủa lần nữa, rồi là bạn ứng BioRed để kiểm tra coi dung dịch lọc nó còn protein hay không. Rồi đây là cái kết quả thí nghiệm. Đấy nè, bước một, bạn thêm NaCl rắn vào, bạn thấy dung dịch nó đục lại không? Chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là NaCl nó gây kết tụ protein. Sau đó bạn lọc bỏ cái kết tụ này, kết tụ này, các bạn sẽ cho một ít cho acid acetic vào và đun sôi, bạn thấy nó lại tiếp tục đục tiếp. Chứng tỏ là gì? Tức là vẫn còn protein trong dịch. Sau đó các bạn lọc bỏ cái kết tụ này, rồi bạn làm phản BioRed, bạn thấy dung dịch đó không có màu tím, chứng tỏ là gì? Là không còn protein. Rồi qua muối tiếp theo, đó là muối amin sulfat. Muối amin sulfat các bạn sẽ lấy một ống nghiệm, bạn cho 30 lít dung dịch protein, 30 lít dung dịch amin sulfat bão hòa,
nhớ cái ammoni sulfat và bạn lấy là dung dịch ammoni sulfat bão hòa nha các bạn. Khi bạn phối 30 lít dung dịch protein và 30 lít dung dịch ammoni sulfat bão hòa thì lúc này dung dịch ammoni sulfat nồng độ nó giảm đi một nửa các bạn. Do bị pha loãng hai lần. Mà ha. Lúc nào dung dịch ammoni sulfat nó sẽ trở thành là dung dịch ammoni sulfat bán bão hòa. Thì lúc này bạn sẽ sau khi bạn phối lại hai cái dung dịch này, protein và ammoni sulfat bán bão hòa, ammoni sulfat bão hòa, các bạn sẽ quan sát coi dung dịch nó có đục hay không. Ha, đánh giá cái mức độ đục của nó. Rồi sau đó các bạn lọc bỏ kết tủa, rồi bạn thêm ammoni sulfat rắn đến khi nó đạt trạng thái bão hòa. Rồi ha. Bạn cho từng ít một lát cho tan, sau cho từng ít một lát cho tan đến khi nào nó đạt trạng thái bão hòa. Sau đó bạn quan sát mức độ và quan sát là coi dung dịch nó có đục hay không. Rồi ha. Rồi đây là kết quả bạn. Nào, các bạn cho bước 1, các bạn cho ammoni sulfat bão hòa kết hợp với dung dịch protein, bạn thấy dung dịch nó đục lại, bạn thấy không? Này trắng trắng này, bạn thấy không? Nó trắng trắng nè ha. Nó đục lại. Sau đó bạn lọc bỏ này, lọc bỏ cái tụ này. Các bạn thêm ammoni sulfat trắng vào. Đến khi đạt trạng thái bão hòa, bạn thấy nó đục lại lần nữa. Thấy không? Chứng tỏ là amylase nó gây kết tủa protein. Rồi, kết tủa bằng dung môi cơ. Ở đây các bạn sẽ dùng dung môi là ethanol nồng độ là 96%. Bạn lấy 5 giọt dung dịch protein, bạn thêm 15-20 giọt dung dịch ethanol 96%. Sau đó bạn quan sát coi dung dịch nó có đục hay không, đục nhiều hay đục ít. Sau đó bạn thêm một giọt NaCl bão hòa, lại quan sát mức độ đục so với trước đó, tức là so với trước khi cho NaCl bão hòa. Mà hăng, bạn có đục hơn hay không? Và đục, nếu mà đục hơn thì đục nhiều hơn hay đục nhiều hơn nhiều hay không? Và đây là kết quả thí nghiệm mà hăng làm cho sau khi cho ethanol và NaCl, bạn thấy dung dịch nó sẽ đục lại. Mà hăng. Ở đây các bạn cũng lưu ý tới tỷ lệ sử dụng nha các bạn. Protein ở đây bạn lưu ý là nó chỉ 5 giọt thôi. Còn ethanol nó dùng tới 15-20 giọt, tức là tỷ lệ nó gấp 3-4 lần. Nên là thứ hai ethanol này dùng nồng độ rất là cao, tới 96%. Nên là các bạn đánh giá mức độ đục của cái ethanol đến cái dung dịch protein. Coi nó mạnh hay yếu. Bạn so rồi bạn so sánh với các tác nhân trước đó, ví dụ như NaCl hoặc là ammoni sulfat bạn ha, để đánh giá coi ethanol nó gây đục nhiều hay không. Thì bạn thấy là mình sẽ chọn được cái tác nhân nào mà gây đục tốt hơn ha, đối với cái protein mình khảo sát ở đây, đó là protein trứng. Rồi cái tiếp theo đó là điều chế hemin. Thì điều chế hemin này là mục đích của điều chế hemin này là dùng để phát hiện các vết máu bạn. Trong máu nó có cái hồng cầu bạn, trong hồng cầu nó có cái sắc tố đó là hemoglobin, nó màu đỏ. Sắc tố hemoglobin được cấu tạo từ hai phần, đó là phần hem và phần globin. Thì trong cái điều chế hemin này á, chỉ có phần hem nó phản ứng thôi, còn phần globin nó không phản ứng các bạn, tham gia phản ứng tạo hemin. Mà ở người và động vật các bạn là phần hem giống nhau nhưng chỉ khác nhau phần globin thôi. Phần globin là phần protein đó mà ha. Phần protein này nó chỉ do cái ADN nó quy định ha. Còn phần hem ở người và động vật giống nhau, nên là hemin ở người và động vật này tinh thể nó sẽ giống nhau các bạn ha. Và hem, tinh thể hemin này là do sự kết hợp giữa hem với ion clo gắn ở vị trí nhân sắc. Bạn thấy đây nè, clo nó gắn với nhân sắc, nó tạo ra hemin. Và tinh thể của nó là hình bình hành màu đỏ.
Rồi, bạn quan sát kính hiển vi nè. Ha, tiến hành ha. Đầu tiên mình tiến hành là mình quan sát cái kính hiển vi. Thì để tiến hành là mình sẽ lấy một cái giọt máu, mình cho vô lam kính. Sau đó bạn trải mỏng ra, mình để khô tự nhiên. Sau đó bạn nhỏ 2 giọt acetic đặt vào. Rồi đậy bằng miếng kính mỏng là lame đó các bạn. Rồi bạn đun sôi, đun nóng cho nó đến khi nào sôi. Rồi ha, cho hơi nó bay đi. Rồi sau bạn để nguội, quan sát dưới kính hiển vi. Thì bạn sẽ thấy nè, cái hạt, cái miếng nó gạch nè bạn. Ha, giống như hạt lúa vậy đó bạn. Ha, đó là những cái tinh thể hình bình hành đó bạn. Ha, đây là những cái tinh thể hemin. Rồi ha, rất là nhiều các bạn. Đây nè, đây nè, ha, đây nè. Đây nè, ha. Đây là những cái tinh thể hemin. Ha. Nó đầy trong trong cái mình quan sát nè. Ha. Khi bạn thấy cái tinh thể hemin này chứng tỏ đây là vết mà mình đang khảo sát, đó là vết máu. Ha. Lưu ý, mình lưu thầy lưu ý một lần nữa đây. Cái này nó chỉ nó không phân biệt được vết máu người và máu động vật. Hiểu không? Không phân biệt được. Và đi thi phản ứng này là cái điều chế hemin này nè, nó có xuất hiện trong bài thi, nên nhớ bạn cố gắng làm cái này một vài lần để mà cho quen khi đi thi, để không bỡ ngỡ ha, và học cách cái điều chỉnh kính hiển vi ha. Rồi cái cuối cùng đó là mình sẽ làm phản ứng kiểm tra coi đánh giá casein có phải là một cái thuộc nhóm phosphoprotein hay không. Cái nhóm phosphoprotein đó bạn, nó có nhóm ngoại là cái gốc phốt phát ha. Thì casein người ta làm cái phản ứng này để người ta chứng minh điều là casein nó có nhóm ngoại là phốt phát các bạn ha. Thì để mà chứng minh được casein là một cái casein có nhóm ngoại phốt phát thì chúng ta phải tách casein ra khỏi dung dịch sữa. Tại casein này nó có nhiều trong sữa các bạn, sữa tươi các bạn. Và casein này nó tồn tại trong sữa tươi dạng là muối calcium. Và pHa của casein này là 4,7 các bạn. Do đó để tách casein đó ra khỏi sữa thì bạn sẽ dùng cái phương pháp là bạn sẽ điều chỉnh pH về gần pHa. Bạn thấy pH của casein là 4,7 nè, nó khó nằm trong vùng axit yếu. Do đó bạn sẽ dùng axit acetic này điều chỉnh về pH gần pH 4,7. Khi đó casein nó sẽ kết tụ. Các bạn nhìn ở dưới hình dưới đây. Đây là cái cấu trúc của cái casein. Ở phía ngoài nó có những cái chuỗi peptide các bạn, casein nè ha, có những chuỗi peptide. Bên trong nó có một cái dòng vòng này là các micelle casein và ha, bên trong cái micelle này nó có những cái phân tử, nó có những cái phân tử muối canxi phốt phát và ha, đây chính là cấu trúc của một cái casein, protein casein. Rồi, đầu tiên mình sẽ tiến hành mình chiết casein ra khỏi sữa. Đầu tiên các bạn sẽ lấy 20 lít sữa, bạn hòa lẫn nó 1/2, hòa lẫn nó 2 lần với nước. Sau đó bạn thêm acid acetic vào đến khi nó xuất hiện tổ bong thì ngưng. Thì bạn lưu ý đây, cái lượng dùng đó bạn, acid acetic chỉ có 1 đến 3 giọt thôi nha bạn. Và bạn cho từng giọt một, bạn cho một giọt bạn lắc lên. Nếu mà tổ nó bám lên thành thì ngưng. Có những cái lợn cần nó bám lên thành thì ngưng, không nhỏ nữa. Nếu bạn nhỏ nữa thì có thể cái tổ nó sẽ tan ra. Rồi ha, lũi vô đó ha. Cho từng giọt đến khi nào lắc lên nó thấy tổ bám lên thành thì ngưng. Thì thầy á, đã khảo sát cái này thì thầy thấy là chỉ cần 1 đến 3 giọt đủ rồi bạn. Nếu mà bạn nào làm trên 3 giọt chứng tỏ là bạn sẽ cho dư axit. Rồi, sau khi bạn kết tụ protein, bạn sẽ lọc lấy tủa và kiểm tra cái tủa này có phải là protein hay không.
bằng cách bạn dùng phần điều rác ha. Bạn quét lấy một ít tủa cho một nghìn khác, rồi bạn thêm đồng xuất phát và natri oxit vào. Nếu mà xuất hiện màu tím chứng tỏ đó là protein ha. Sau khi bạn biết được đó là protein rồi, bạn lấy hết toàn bộ tủa đó bạn cho vào ống nghiệm, rồi bạn ống nghiệm khác bạn thêm cái dung dịch kèm 30 lít dung dịch kèm natri oxit hoặc kali oxit 10%, bạn đun nguội 30 phút, rồi các bạn để nguội, rồi bạn axit hóa nó bằng axit nitric về pH 1, lưu ý nha mày bạn, axit hóa về pH 1 ha. Rồi bạn có thể lọc hoặc không lọc tủa cũng không sao, nhưng mà ha, các bạn ra kết quả nó dẫn ra kết quả bình thường. Rồi bạn sau khi bạn điều chỉnh về pH 1, bạn thêm axit molybdic vào, thủ thư axa và 1 ml nước vào, bạn sẽ thấy màu xanh rêu. Còn nếu mà bạn nào chưa thấy màu xanh rêu á thì bạn phải hãy kiểm tra pH lại ha. Thường là các bạn mà làm không ra được màu xanh rêu là do cái lúc mà bạn điều chỉnh pH á, ở phía trên này nè, bạn điều chỉnh về pH chưa đủ pH 1, tại vì trên cái chỉ thị đa năng các bạn, cái vùng mà pH 1, pH 2 á, cái màu đỏ của nó rất là khó phân biệt rồi ha. Nên là các bạn điều chỉnh về pH mà chưa đủ á, nó sẽ màu xanh rêu, nó không ra được ha. Do cái phức hợp mà và phức hợp mà màu xanh rêu này nè là phức hợp giữa phosphat với molybdat rồi ha, nó chỉ tồn tại bền ở pH 1 thôi, nên khi bạn cho điều chỉnh về đúng pH 1 thì cái màu xanh rêu mới xuất hiện ha. Nếu mà bạn cho nhiều axit quá hoặc là bạn cho không đủ axit thì nó cũng màu xanh rêu, nó cũng không xuất hiện, lưu ý cho đó nha các bạn ha. Rồi đây là kết quả thí nghiệm của bạn, thấy xuất hiện màu xanh rất là đẹp và ha. Rồi bài học của mình đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chào các bạn.